kể kinh pháp cú số 268. Dạ, kính cảm ơn Sít Nhật Thuyền, Sít Đàng Đăng, Sít Hoa Nghiệt, Sít Trần Đạo cho biết nghe rõ. Nam mô Ni Na Mu Ni Hô Tí Mu La Ru Po A Vịt Đa Su Yô Cha Tu Lăng Va Pa Gây Ha Va Ra Ma Đa Ya Pan Đi Tô. Nam mô Ni Na Mu Ni Hô Tí Mu La Ru Po A Vịt Đa Su Yo cha tu lang va pa gai ha va ra ma da ya pan di to namo ne na mu ni ho ti mu la ru po a vi da su yo cha tu lang va pa gai ha va ra ma da ya pan di to. Im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân bậc trí chọn điều lành. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ngu si im lặng tĩnh bình, phải đâu ẩn sĩ vỗ mình tự khoe. Cầm cân thiện ác không mê là bậc thanh tịnh, danh đề xứng tên. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thầy gia con xin được xứng đích. À, mến mời Sukha and Dukha. Alo. Dạ, con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con cảm ơn chú Quách Thành Lá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 268. Nam mô Lê Na Mu Ni Hô Tí Môn Ha Du Po A Vít Ta Su Dô Cha Tu Lăng Qua Pác Gây Ha Qua Ra Ma Đà Giá Bàn Đi Tổ. Nam mô Lê Na Mu Ni Hô Tí Môn Ha Du Po A Vít Ta Su Dô Cha Tu Lăng Qua Pác Gây Ha Qua Ra Ma Đà Giá Bàn Đi Tổ. Nam mô Lê Na Mu Ni Hô Tí Môn Apuro Awitasu Dô Chatu Nang Wapakri Awarama Da Ra Ban Đi Tổ. Im lặng như ngu si đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cắn cân bậc trí chọn điều lành. Nó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, cảm ơn chú Watana đã bót bài. Dạ, bây giờ con chắc là còn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính mời bàn tay cô. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin xuống mic. Dạ, sa thú kính cảm ơn số khác. Dạ, cảm ơn Chích Trần Đồng, Chích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính thành lễ Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý vị vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Nê. Nam mô Nê, Nam mô Nê Hô Tí Mô Hát Mô La Hát Rù Bồ A Vít Đa Su Dô Cha Tu Lăng Qua Bắp Gầy Há Qua Ra Mà Đà Giáp Bành Đi Tô. Nam mô Nê, Nam mô Nê Hồ Tí Mô Hát Hát La Rù Mù La Há Rù Bồ A Quýt Đa Su Dô Cha Tu Lăng Qua Bắp Gầy Há Qua Ra Mà Đà Giáp Bành Đi Tô. Nam mô Nê, Nam mô Nê Hồ Tí Mô Là hát rù bờ a quýt đa su dơ cho tu lăng qua bắp gầy a quá ra mà đà giáp bành đi tờ. Im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ẩn sĩ,
như người cầm cán cân bật trí chọn điều lành. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Nam mô Ni Na Mu Ni Hô Ti Mô Hắc Mô Ha Ru Bơ A Việt Đi Tô Giờ Chả Tu Lăng Và Bập Gây Ha Và Ramada Và Bánh Đi Tô Na Nô Mô Na Mu Ni Hô Ti Mô Ha Ru Bơ A Việt Na Su Giờ Cha Tu Lăng và Bập Gây Ha và Mada và Bảnh Đi Tô Ngu Si im lặng tình bình phải đâu ẩn sĩ vụ mình tự khoe cầm cân thiện ác không mê là bậc thanh tịnh danh đề xứng tên. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú, Nhật Quỳnh kính cảm ơn, Sú Khá, Anh Đục Khá, Vinh Quách Thanh Lá, Cô Gái Minh, Xích Sương Mai, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, đã hoan hỷ lên trời kinh, còn thiếu bằng bàn tay của Xích Tâm Pháp, mà chắc Tâm Pháp bận rồi, không thấy đưa tay. Dạ, dạ Tâm, quên. Tâm Phương ơi, Tâm Phương có đưa tay không? Có trả bài không? Không thì Nhật Quỳnh khóa sổ nha. Alo, Tâm Phương ơi. Có trả bài không? Dạ, kính chào anh chị. Rồi, sư lại rớt mic nữa rồi. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ, không còn ai trả bài nữa. Con xin phép được thỉnh pháp sư sớm ạ. Dạ. Con thấy sư rất tới rất vui. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài pháp cú kinh số 269. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học, con thành kính xin chúc âm thanh rồi. Đây, Nhật Quỳnh thức khuya quá mấy đêm nay rồi, bây giờ nó tắt tiếng rồi. Thôi thì để chỉnh máy lên. Dạ, cảm ơn Rạng Đông rất là nhiều. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tặng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 269. Dạ, chúng con
Sư có nghe được âm thanh con kêu sư, sư cho con một tín hiệu. Nãy giờ con thấy sư chạy ra chạy vào, không biết sư đã nghe được âm thanh của con chưa. Nhục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư cho con một tín hiệu, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Thầy nhé. Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai nhé. Còn xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được. Còn xin chúng con hết nghe âm thanh của sư, con cũng thỉnh sư cầm mic lại ạ. Dạ, yeah, đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. À. Dạ, yeah, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cái máy laptop của chúng tôi nó không nghe được mà nói được ha. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Dạ, bây giờ một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 269. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghiệm để tự vựng. Ba Pa Ni Ba Ri Quách Chê Thí Ba Pa Ni Ba Ri Quách Chê Thí Ba Pa Ni Ba ri quát chê thi sa mu ni tê na so mu ni sa mu ni tê na so mu ni sa mu ni tê na so mu ni yo mu na ti u po lo kê yo mu na ti u po lo kê yo mu na ti u po lo kê mu ni tê na ba quát chê thi mu ni tê na ba quát chê thi mu ni tề na ba quốc cha tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ ba pa ni. Ba pa ni có nghĩa là các điều ác. Ba pa ni có nghĩa là các điều ác. Ba ri quốc cha tí, ba ri quốc cha tí đây là một cái động từ được chia theo thì hiện tại ngồi thứ ba số ít. Bá rí quách chê tí có nghĩa là lánh xa. Bá rí quách chê tí có nghĩa là lánh xa. Dạ. Tiếp theo chúng ta có một cái đại từ xá. Xá trong cái ngữ cảnh này nó có nghĩa là ấy. Xá có nghĩa là ấy. Việc ấy, ấy hay là việc ấy. Yeah. Mu ni có nghĩa là hiền sĩ.
hiền sĩ ha, hiền trí, hiền sĩ hay là hiền trí Muni. Tê ná, tê ná, tê ná có nghĩa là do việc ấy. Tê ná là do việc ấy. So, so trong cái trường hợp này có nghĩa là người ấy. So. So. Muni. Sao vậy? À, show chưa có xong mà. Show chưa có xong mà sao? Show. Sát Muni tê ná sô Muni. Vô mút na tí út phô lô kê. Sát Muni tê ná sô Muni. Show. Show đây là nó là một cái đại từ. À, trong cái nó là ấy, nhưng mà trong cái ngữ cảnh này là nói về bậc hiền trí, thành ra gọi là người ấy. À, người ấy Muni là hiền trí chứ. À, hiền trí nãy chúng ta đã biết rồi. Dạ, đúng rồi, hiền trí, hiền sĩ đó. Rồi vô, bây giờ mới bắt đầu vô nè. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Ai hay là người nào, đúng rồi. Muna tí ở đây nó cũng là một cái động từ nữa. À, động từ hiểu rõ. Muna tí là hiểu rõ. Muna tí có nghĩa là hiểu rõ. Ufo có nghĩa là cả hai. À, chờ chờ sư tí xíu, 3 phút nè. Ufo kêu kêu sư ơi, sư ơi, sư nghiêm đức dùm cũng được chứ không. Ufo có nghĩa là cả hai. Loke có nghĩa là thế giới. Loke có nghĩa là thế giới. Loke có nghĩa là thế giới. Rồi, ở đầu dòng thứ hai, giờ xin lỗi, đầu dòng thứ tư, chúng ta cũng có danh từ Muni. Muni chúng ta đã biết rồi. À, Muni chúng ta đã biết rồi. Tê ná cũng chúng ta cũng đã biết rồi, do việc ấy. Báo bút chá tí có nghĩa là được gọi. Báo quốc chá tí có nghĩa là được gọi. Do việc ấy, được gọi là bậc hiền trí. Và vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Ba ba ni ba ni quốc chê tí. Sát mu ni tê ná sô mu ni. Vô mu na tí u phô lô kê. Mu ni tê ná báo quốc chá tí có nghĩa là từ bỏ các ác pháp. Mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì cảm ơn Phật tử An Minh rất nhiều. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở Trung Trung. Thay mặt hội chúng lớp học Pháp Cú Kinh, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tùy Quyền từ vị Quan Thủy thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 269, và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tùy Quyền.
Nam mô Bụt Tha, Dạ Nam mô Tham Ma, Dạ Nam mô Sang Kha, Dạ Như Thưa Thầy Chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn toàn thể. Chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý công nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Thamang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangha Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu quý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ đến chư tôn đức tăng quý tôn người cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chân pháp. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Chúng ta bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta có Pháp Cú số 269. Nó cùng duyên sự của 268 mà chúng ta đã được nghe chư tăng kể ngày hôm qua. Kể ngày hôm qua, hôm Chủ nhật. Nhưng xin lỗi, hôm thứ Bảy. Thì ở đây có thể nói rằng là không phải im lặng làm nên bậc thánh. Cái tựa đề như vậy thì chúng ta nghe cái đó cũng là quá tuyệt vời. Thì câu chuyện này khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến ngoại đạo. Các thầy ngoại đạo khi nhận thức ăn cúng dường thì thường họ chúc phúc. Buổi đầu tiên thì các thầy tỳ kheo chưa có chúc phúc, chỉ nhận lễ phẩm cúng dường. Rồi sau đó các thầy im lặng, các thầy đi về thì ngoại đạo họ thì dân chúng họ cũng không có quan hỷ và bạch trình sự việc này đến Đức Phật. Thì Đức Phật nói đúng ra thì các ngươi phải sau khi nhận vật thực ấy, khi ngồi ăn ở phòng ăn hay là nhận vật thực của người ta thì các ngươi phải có cái lời chúc phúc cảm niệm công đức của chính họ. Khi mà các ngươi đã thọ thực, các ngươi đã nhận vật thực thì kính thưa quý vị, thì thế là các thầy tỳ kheo làm như lời Đức Phật dạy. Thì thí chủ Phật tử rất là quan hỷ khi cái sự cúng dường đến đại chúng tăng. Thì rồi thì các thầy ngoại đạo thấy họ cúng nhiều quá thì họ mới tỏ ra im lặng. Bây giờ ta im lặng thì đó mới chính là con người thánh thiện, con người tốt đẹp, không cần phải nói, không cần phải làm ra. Họ muốn làm cho nó lạ chứ mà. Thì cái sự tình đó nó mới đến Đức Phật. Thì họ nói rằng chúng ta là thánh cho nên chúng ta giữ im lặng, còn các đệ tử của Bồ Đàm nói nhiều dông dài chút chút như vậy. Thì khi Đức Phật nghe như vậy thì ngày mấy mới dạy rằng ta không nói người nào là thánh chỉ vì họ im lặng. Có nhiều người bị ngu dốt, bị thiếu niềm tin, có khi bị keo kiệt không muốn nói cho người khác học hỏi những gì mà mình biết. Vì thế ta nói người ấy không phải là thánh chỉ vì im lặng. Chỉ người nào thoát khỏi dục nhiễm mới là thánh. Thì Đức Phật nói lên câu kệ im lặng nhưng ngu si đâu được gọi ấn sĩ. Như người cầm cán cân bậc trí chọn điều lành. Và câu Pháp Cú số 269 từ bỏ các ác pháp mới thật là ấn sĩ. Ai hiểu, ai thật hiểu hai đời mới gọi là ấn sĩ. Hôm nay chúng ta có Pháp Cú này. Ở đây chúng tôi cũng nhắc lại cho quý vị biết trên cái tinh thần cúng dường, trên cái tinh thần cúng dường đó, nó có hai cách. Thứ nhất là sau khi thọ thực xong cái tăng sẽ chúc phúc phước lành, và đặc biệt tức là khi mà đi ôm bát đi là đọc kinh cho người ta nghe liền. Còn những buổi lễ trai tăng cúng dường ở tại chùa nó có hai cách. Một tức là khi chư thân thọ thực xong thì cái này làm như thời Phật vậy đó, tức là khi mà thỉnh chư tăng cúng dường xong sau đó các ngài thọ thực xong cái ngày chúc phúc. Còn ôm bát đi nhận lễ phẩm cúng dường thì lúc nào thì chúng ta chúc phúc lúc đó cho người ta quan hỷ, cho người ta nhận cái phước báo. Quý vị biết là thật ra mà nói thì không phải đọc nhiều mà chỉ một câu thôi, một câu cái này là chính Phật Phật kể đọc cái câu đó đó quý vị. Ít chí tăng bạc thiết tăng tâm hàng khiết bạc nê quá sở mấy trình tố, mong cho điều ước muốn của người được thành tựu do cái công đức lành này, do cái thiện tâm này. Mà những người nào có sự cúng dường bằng hỷ tâm, bằng tấm đại thiện,
với cái công cụ của mình tạo nên là cái bánh củ khoai nhỏ nhen, nhưng cái tâm thành nó lớn. Kính thưa quý vị, ở đó chính là chúng ta thành tựu được cái phước lành phước báo. Cho nên cái việc mà đọc kinh dài hay là ngắn không phải là một vấn đề, mà ở đây chính là tâm của ta đã thành tâm, đã cúng dường, đó mới là sự thành tựu viên mãn tốt đẹp. Còn ở đây đang nói về cái chuyện đại chúng tăng nhàn, cái người mà gọi là tốt đẹp là bậc thánh đó đó, yêu cầu bậc thánh đó đó phải là một bậc trí tuệ. Thì thế nào là một bậc trí tuệ, hay là bậc ứng sĩ? Cái chữ muốn lý này nó rất là lớn. Muốn lý này là hiền sĩ hay là ứng sĩ? Mà cái chữ hiền sĩ nó như chúng ta thấy cái chữ mà ba ba ni ba ba đi quá chê tí sa mu sa mu na sa mu ni tê nó sô mu ni, cái này rất là đặc biệt. Ba ba ni ba đi quá chê tí, đối với cái người trí tuệ đó, người hiền trí đó, xa lánh cái điều ác hay là từ bỏ các ác pháp. Do đó vậy cho nên người ấy trở thành người trí. Vậy thì giữa người ngu và người trí nó có cái đối kháng như thế nào? Đối với người trí là tam nghiệp lành, và người ác là tam nghiệp bất thiện. Quý vị nghe rõ chưa? Người ngu tức là thực hành ác với tam nghiệp, còn người trí là xa lánh, hay là họ không làm, họ tam nghiệp được thanh tịnh, tam nghiệp được trong sạch, được tốt đẹp, đây gọi là người trí. Cho nên so sánh với người trí ở trong Phật pháp, những người trí ở bên ngoài không phải làm quả thật luôn, không phải là người ta bằng cấp học vị, bác học, giáo sư, tiến sĩ vân vân, như vậy người ta gọi là người trí tuệ. Người ta có văn hóa nhưng chưa chắc có trình độ, có tư cách. Cái văn hóa ở đây tức là học bằng cấp học vị, nhưng chưa chắc có trình độ sống, có trình độ hiểu, có trình độ cư xử giữa người với người, hay là cái người có văn hóa đó cũng chưa giải quyết những niềm đau nỗi khổ trong lòng đâu. Mà người có trí tuệ, bậc trí tuệ hay là bậc hiền trí đó, bởi vì cái chữ hiền trí này, cái chỗ mà muốn biết này, là người ta biết xa lắm cái điều ác, thực hiện các cái điều lành, hay là thân khẩu ý ý lành. Mà thân khẩu ý lành này, người chúng ta ở gần họ được nhiều cái điều tốt đẹp. Mà chúng ta nhớ có câu một câu pháp cú á, rất là tuyệt vời: làng mặt đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ, lối về non cao, bậc thánh chú trú nơi nào, hay hoặc bậc A-la-hán trú nơi nào, dân cư chỗ mấy, siết bao an lành. Thế tại sao như vậy? Đó là các vị đã đoạn lậu, các vị đã đoạn trừ những ác pháp. Sự cúng dường đến những người đó, sự kính lễ đến những người đó, hay là cái sự thành tựu của những người đó, có thể che chở, có thể chia sẻ, có thể trợ giúp cho chính tất cả chúng ta thành tựu được, an ổn được, và chúng ta trú cái nơi đó là nơi an toàn. Cho nên dân cư trong ấy siết bao an lành là cũng là như vậy. Và kính thưa quý vị, nói một cách rộng hơn, lớn hơn, ngày nào mà còn những hình bóng của tăng già len vào những xóm nghèo, những xóm nghèo, thôn ấp, thì những ngày đó còn sẽ khơi dậy những tính tâm, khơi dậy những tính tâm, những niềm tin của tất cả nhiều khi đã chìm trong quên lãng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ nghèo, cho nên họ ít có nhiều cái tư duy, nhiều cái điều mà suy nghĩ tốt. Mà kính thưa quý vị, họ chỉ đặt một cái bánh củ khoai
ở trong lòng họ đến cho chư tôn đức tăng già. Nói chung thì họ được vô lượng công đức. Tại sao như vậy? Chúng tôi thường nói rằng Phật pháp này được trường tồn, Phật pháp này được miên viễn qua bao thời gian. Kính thưa quý vị, đó là nhờ những miếng cơm manh áo, từng muỗng cơm, từng tấm vải đó, những cái đời sống của người cư sĩ làm lụng vất vả mà nuôi sống nguồn mạch tăng già cho tới ngày hôm nay. Quý vị nhớ rõ như vậy nhé. Nuôi sống nguồn mạch tăng già cho tới ngày hôm nay, đó chính là những điều mà chúng ta thành thật phải nói là do cái sự xuyên suốt của những niềm tin. Quý vị sẽ thấy được những muỗng cơm là tại sao như vậy. Mình để thường thường mình để một gói cơm, mình để một gói đồ ăn, mình để một gói thức ăn, có phải như vậy không? Còn ở những cái nước quốc giáo đó, khi đi khất thực 5 vị, 10 vị, 20-30 vị thì một nồi cơm, từng một muỗng cơm như vậy, tính như vậy tình lắm, tình đối với đạo vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì họ cùng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, thuyền và sóng nâng và đỡ nhau. Và để vượt qua thác gợt và về bến an toàn. Ở đây cũng như thế. Cái tư cách và hành động của một người thọ thực được trang nghiêm, được tốt đẹp, hay là nhận của ở bố thí cúng dường, Đức Phật ngày dạy phải có những cái lời chúc phúc cho tín thí, cho người cúng dường. Và ở đó người ấy phải là gì? Người ấy phải là người xa rời các ác pháp, hoặc là Bakineyo Anjalikaraneyo Anutrangu nhắc khách tăng lô khách xà trí để xứng đáng cho trời người để bái cúng dường. Đó là ở đây nói đến giá trị của bậc thánh vô lậu giải thoát hoàn toàn. Ở đây tâm của các vị đã đang cầu đạo giải thoát, xa rời cái điều ác, gọi là ẩn sĩ. Munich gọi là ẩn sĩ, hay là hiền sĩ, hay là tu sĩ. Nói chung là những người không còn đời sống của thế tục. Cái điều thứ hai mà trong kinh văn mà chúng ta thấy gọi là ai thật hiểu hai đời. Đây rồi cái chỗ hai đời. Thế nào là hiểu cái hai đời? Ai thật hiểu hai đời? Vô muốn na tới UFO lô kê. Hai đời ở đây tức là đời hiện tại này và đời tương lai. Mà hiểu biết được hai đời, hiểu biết về cái gì? Hiểu biết được cái nhân quả của hai đời, hiểu biết được các điều lành, các điều thiện, các điều ác, các điều dữ. Và hiểu biết được hai đời là đời hiện tại này mình đang khổ hay là mình đang vui, đời hiện tại này mình làm những việc lành để thành tựu các quả lành, đời hiện tại này tạo nhân lành để đời sau hưởng quả lành và tiếp tục tạo cái quả lành nữa, cái nhân lành nữa. Như vậy thì đối với bậc mà ẩn sĩ hay là một người tu nói chung là chúng ta biết gom góp tạo tác các công đức phước lành bằng
sự tu tập thì mới gọi là ẩn sĩ. Mà hiểu biết được hai đời ở đó một cách cao cấp hơn là người ấy hướng tâm tới tới cái gì, tới cái giá trị ly dục hay là cái giá trị thoát khỏi cái tam giới đau khổ trầm luân này. Đó mới là một giá trị của một ẩn sĩ tối thượng, một ẩn sĩ tối thắng, một cái hiền trí đã đang và thành tựu được sự tốt đẹp, cũng như sự tu tập. Không phải người ta nói nhiều mà gọi là hay, mà không phải im lặng là hay đâu. Mà nói nhiều cũng bị người chê, không nói cũng bị người chê. Ta nói rằng không bị chê không có trên cuộc đời này, ở đời nó như vậy. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, ở trong kinh văn cái chỗ này rất là đặc biệt là gì? Khi mà biết hiểu như vậy, mà trong kinh nói rằng là người nào mà hiểu á, hiểu rõ cái thế giới này, cho nên vì vậy họ biết được, họ có thể buông bỏ được, họ có thể không chấp thủ được. Đối với chúng sinh á, nhưng không hiểu biết, một đó là do ngu dốt nói không được, cái thứ hai nữa là một đó là do nói không được, cái thứ hai do ngu dốt cũng nói, và do cái tâm bỏn sẻn cũng không truyền đạt cho người ta. Cái này có đó quý vị. Nhiều khi kiến thức kiến văn của mình người ta không có muốn chia sẻ, mà không muốn chia sẻ như vậy thì họ giữ gìn và họ chấp thủ. Cho nên vì vậy cái sự chấp thủ của sự giữ gìn của chính họ thì hoàn toàn họ sẽ cảm thấy đau khổ từ đời này cho đến đời sau. Ở trong cuộc đời này á, cái sự tu á, nó là một việc rất là lớn và nó là rất là lâu, rất là lớn và rất là dài. Để chúng ta được một người như ý mình mong muốn, nó rất là khó. Bây giờ chúng ta tầm cầu người thầy, tầm cầu người bạn, tầm cầu một cái người mà để chúng ta tựa, chúng ta nương, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng nếu như đó là các bậc thánh hiền thì quá tốt đẹp rồi. Còn ngược lại, nếu không phải là một thánh hiền, một bậc thánh hiền mà trong kinh văn gọi là vô muôn na tức u phô lô kê, hiểu rõ được hai thế giới, cái chữ hiểu rõ thế giới, hiểu rõ cái gì, thế giới này là đau khổ, thế giới này là vô thường, thế giới này là đi bỏ tất cả. Cái người ẩn sĩ đó biết được cuộc sống, cuộc đời này là sẽ là vô thường, sẽ là khổ não, sẽ là vô ngã. Cuộc sống này ngày hôm nay nhân như thế này, do quả, quả được như thế này, do nhân lành tạo tác. Ngày hôm nay quả ác như thế này, do nhân ác đã tạo, vân vân. Hiểu rõ một cách tường tận này, nhờ như thế họ hiểu rõ được cái thế giới nó vốn tạm bợ, cái thế giới nó vốn là quản trò trong cuộc đời trầm luân. Cho nên họ không chấp, họ không có bám biếu, cho nên họ tu tập thành tựu tốt đẹp. Nó đặc biệt hơn chúng ta. Chúng ta bị những cái sự buồn vui trong cuộc đời này nó chi phối, nó ảnh hưởng. Chúng ta nhớ, cuộc đời nó bị chi phối, ảnh hưởng. Ảnh hưởng bởi cái gì? Ảnh hưởng bởi gia đình, ảnh hưởng bởi ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, sự nghiệp của chúng ta. Nó che phút chúng ta hết tất cả. Và nó làm cho tâm của chúng ta bị câu thúc. Câu thúc bởi cái gì? Bởi cái tâm của cái vừa lòng, cái không vừa lòng. Tâm của cái muốn đạt được, không đạt được. Tâm của cái gì? Của cái điều mà chúng ta cầu, chúng ta mong. Thế thôi. Nhưng quả thật, tại sao mà gọi là thân cận
hay là gần các cái bậc trí tuệ, chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bởi vì khi mà thân gần các bậc trí tuệ, họ thấy cái điều này điều sai, điều không đúng, họ nhắc nhở, họ khuyên nhủ mình đánh xa cái điều ác, hãy thực hiện các cái việc ra. Đó là cái tinh thần của người trí tuệ, họ sẽ mang tính tích cực để chuyển hóa chúng ta, chứ không có chiều theo cảm xúc của chính mình. Chúng ta nói rõ chú ý nghe, không có chiều theo cảm xúc của chính mình, tức là mình muốn như thế này, mình được như thế kia, mà không có chấp nhận như vậy, mà không có muốn chúng ta, mà không có đi theo cái chiều theo cái cảm xúc của chính chúng ta. Nhiều khi mình thích ăn, thích uống, thích nói, thích suy nghĩ, thích làm như vậy, mà nó à đây là cái điều nguy hiểm, đây là cái điều không nên. Thì bởi vì cho nên cái mà nếu như chúng ta gần được, chọn được, gần được và may mắn được ở gần những cái người người khôn, người người tốt đẹp, người trí tuệ hay là người hiền trí đó, không là hiền trí thì cũng đừng gần cái đó đến gần cái kẻ ác. Bởi người hiền trí này họ luôn luôn có yếu tố tích cực, có tinh thần tích cực, họ luôn luôn có cái tâm tốt đẹp, có cái tâm cầu cái sự an lành, cầu cái sự yên vui cho chính mình và tha nhân. Khi chúng ta ở gần những người trí tuệ, chúng ta luôn luôn có một tinh thần tích cực. Nếu như chúng ta muốn học hỏi, thì nếu như chúng ta có một tinh thần tích cực, có một sự hiểu biết được, có một sự thọ trì được, thì chúng ta sẽ được tốt. Cũng như thầy hay là thầy đó phải khó, thầy đó phải rèn giũa, la rầy nhắc nhở trong cái việc học hành của chúng ta, chứ không bao giờ là một người thầy mà chúng ta muốn học như thế nào cũng được, muốn làm sao cũng được, thì đó không phải là một người thầy tốt đẹp. Mà người thầy luôn luôn có cái tinh thần truyền trao và không bao giờ không bao giờ giấu giếm, không bao giờ che giấu hay là giữ lại một cái gì cả, mà ban bố ra cho những người đệ tử. Và kính thưa quý vị, ở đây cái sự thực hành các cái điều lành hay là gần các cái bậc trí tuệ để chính họ hiểu được hai đời, và chúng ta cũng được hiểu được hai đời đó, nó khó lắm. Cũng như cái đời sống này, quý vị biết là một người có cái niềm tin khó lắm, một người biết bố thí khó lắm. Chứ đừng có suy nghĩ rằng bố thí thì cái chuyện dễ dàng, bố thí không có đơn giản. Tâm của chúng sinh vốn có cái điều gọi là ganh tị và bỏng xẻng, không muốn cho ai hết á, không muốn cho ai với cái gì, với của cải, với hiểu biết của chính họ. Ở đây chính là một cái hiểu biết, họ cũng cho. Và chính vì cái chỗ đó cho nên chúng ta nhớ, người mà có cái niềm tin, chúng ta biết trân quý, biết kính nể. Không phải tất cả những người quy y, những người Phật tử, ngay cả các vị thầy, các vị sư, mà đều là những người có niềm tin độc chưa chắc cả, đang mang trên mình một pháp tướng sa môn như vậy, chưa chắc niềm tin của người đó chuẩn xác. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ, chưa chắc một vị đó mang trên mình một lá cờ la hán, mà người đó lại chính xác, ổn định, có một niềm tin chín chắn và tốt đẹp. Bởi vì nếu như có một niềm tin chín chắn tốt đẹp thì họ mới dám làm các công đức, họ mới dám buông bỏ cái gì, những cái gì họ có được, và biết buông bỏ những cái vui, những cái buồn, những cái bị tổn thương, những cái bực bội, những cái mà chấp thủ chấp ngã, họ mới buông xuống được. Bởi vì sao vậy? Mọi chỉ một điều đơn giản thôi, cái gì mà dứt bỏ,
dứt bỏ cái tài sản mà bị keo kiệt là kết thúc. Chúng ta đọc lại cái pháp độ nghe rất là hay. Đường tu vô thí đứng đầu, vị tha là tánh, vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì, nhị sinh ngoài vật tư chi, mặc luôn mạng sống xá gì nguyện thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước nối chân đại từ. Khi đọc câu này, chúng tôi mới thấy rằng đường tu lấy cái bố thí nó làm đứng đầu thôi, mà chúng ta còn không lo, không có bố nổi nữa, không còn bố nổi nữa, thì không có làm được cái gì nổi. Anh nói điều kiện, anh tại mình không có bảy, mình không có tâm cho nên mình không có điều kiện. Hay nhiều khi thưa sư, nhiều khi mình không có điều kiện cho nên không có làm, chứ không muốn có điều kiện làm như người ta. Kính thưa quý vị, chúng ta làm với những việc chúng ta có, đang có, chứ chúng ta chờ không bao giờ có. Mà nếu như chúng ta chờ có để chúng ta làm thì cũng rất là khó, bởi vì lúc đó nó có nhiều cái tình huống khó là, và nhiều cái điều để chúng ta hứa, chúng ta hẹn, và thấy là như chưa hề quen nhau luôn, như chưa hề hứa bao giờ, hứa cho thật nhiều mà cũng thất hứa là nhiều. Nhiều khi chỉ một cái đạo tâm đạo tình mà nó tồn tại, chứ không phải chờ cái sung rụng rồi chúng ta được một cái điều tốt đẹp, không có. Có một điều lạ, có một số người đó, khi họ làm phước cúng dường, khi họ rất là nghèo, đến khi họ khá giả lên thì họ làm phước, nhưng nó rất là giới hạn. Thì nhiều khi cúng thân tình mình tìm hiểu ra thì là họ có nhiều việc, và cái tâm tư của họ cũng mong muốn rằng nếu như mai sau bây giờ mình có một á thì là 10, mình có 10 thì là 1. Khi còn đang khó khăn nhưng niềm tin của họ vẫn chắc, họ vẫn tiến bước. Chúng tôi nói một cái lý thôi, có một mà muốn làm 10. Còn đến khi mà có 10 thì không biết làm nổi một không. Nó lại vậy đó quý vị. Cho nên ở đây cái duyên mà chúng ta biết là để mà từ bỏ đó, mà chúng ta mới hiểu rõ được cái lý cái tình ở trong cuộc đời này. Mà cái bậc trí tuệ, cái bậc hiền nhân, cái bậc hiền trí, người ta hiểu chỗ này rồi, các Phật ngoài thân nó sẽ xa lìa, ta không đem theo cái gì cả. Muôn việc điều niên nương mấy tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt. Nào của cái, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều là giai không, đều là không có cái gì hết, chả có cầm, chả có nắm, chả có đem theo những cái gì. Cho nên vì vậy nó rất là cần thiết, rất là căn bản trong sự tu tập, trong cái quá trình mà tất cả mọi người hiểu biết Phật pháp, phải biết trân quý, phải biết vượt qua, phải biết lo lắng, phải biết được sự tình nó biến thiên, sự tình nó đổi thay như thế nào được, và chúng ta chiều theo cái tinh thần như thế đó. Không phải như chúng ta thấy, hay là có một số người ha, chọn coi như là đây chúng tôi nói cái chuyện tu cho quý vị nghe chút xíu nữa. Nhiều khi họ không phải là họ, chiếc áo không làm nên người tu, cái tư cách không làm lên người tu con người. Nhiều khi thấy người ta im im, thấy người ta hiền hiền, thấy người ta hướng tâm tới cái việc tu đầu đà, cái tu thiền định, mà chúng ta tự cho rằng những người đó là những người tốt. Còn những người khác chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy, không thấy họ có tính tu của đầu đà, cũng tính không có cái tính tu của thiền định, nhưng coi chừng những người đó họ cứ tâm buông bỏ rất là dễ dàng. Mà cái nội công tu tập á hơn nhau, hay là bị vướng mắc ở ngay chỗ chấp thủ này, chấp ngã này, đó là giá trị của thiền quán luôn. Quý vị nhớ, giá trị của thiền quán không phải là ngồi vì ấy ngồi bao nhiêu lâu trong thời gian, mà khi xúc chạm việc đời đó, tâm của người đó không có chấp thủ, không có chấp ngã,
biết đối diện, biết vượt qua. Đó mới là công năng tu tập, khả năng tu tập. Tôi nói cái này nó khó hiểu gì. Bây giờ nói vậy nó dễ cho quý vị hiểu không? Tức là khi mà mình buông bỏ được á, mình buông bỏ cái ái chấp của mình, tức là chấp về tư cách của mình, chấp về con người của mình không có bị tự ái nhiều, mình không bị cái tự ái nhiều mà biết vượt qua. Đây chính là một cái giá trị tu. Còn quả, còn sự thật ra mình nói rằng mình như thế này, mình như thế kia, mà đụng chuyện một cái sân si, đụng một cái giận bừng bừng âm đùng 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 là chết. Đấy không phải là một sự tu tập tốt. Cho nên một người đệ tử, một người học hiểu Phật pháp là người đó tầm cầu giáo lý, tầm cầu cái gì? Cái sự tiến tu để lánh xa các cái điều ác, ý nghiệp á, đưa đến cái tâm mà nó xuất hiện ra, mà chúng ta biết đón, chúng ta biết biết chuyển hóa, chúng ta biết chậm và chúng ta biết biết vượt qua được, thì đây chính là giá trị tu tập. Ở trong cuộc đời này không có đơn giản mà cho ta, không có đơn giản mà cho ta như ý các tường đâu. Vì vậy cho nên là dầu cho tình huống nó có xuất hiện, nó có xảy ra như thế nào, cái tâm của người đệ tử có một cái sự tiến tu, và như thế thì chúng ta mới thành tựu được cái con đường an lạc, cái con đường giải thoát. Quý vị biết ở đời này đó, làm sao mà chọn được cái bậc gần được các bậc hiền nhân, làm sao chọn được những cái người hay người giỏi? Chúng ta luôn luôn cầu mong, nhưng sự thật ra nó có thể được và nó có thể không được, và nó có thể như ý của chúng ta hay không. Điều này chúng ta không cần phải lý, không cần phải sợ, mà chúng ta sống làm sao cái đời sống của chúng ta cho nó thanh thản, tránh những cái điều ác, tam nghiệp không làm ác, thì chúng ta gần các bậc trí tuệ, hay là gần các bậc ẩn sĩ, các bậc hiền trí. Và chúng ta nhớ tất cả đều dựa trên nhân quả, tất cả đều dựa trên cái duyên khởi ở cuộc đời này. Giờ để tầm cầu để cho một người như thế này là như thế nọ, đừng có nhìn bằng một cái nhìn, đừng bao giờ bằng cái nhìn quái đản của mình để bình phẩm, để phê phán, để nói về người. Mà chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại cái tư cách mình, hiểu biết mình, thì đó chính là một cái nhìn an lạc, một cái nhìn tốt đẹp. Còn sự thật ra trong cuộc đời này nó rất là nhiều, rất là nhiều điều mà chúng ta không như ý chúng ta muốn được, không như ý chúng ta thành tựu được, như ý của mình đâu. Thì thôi, đừng có nhìn, đừng có nói nhiều. Đó, nói nhiều cũng bị người chê, không nói cũng bị người chê. Thật khó, ở đời mà không bị chê thật khó tìm. Cho nên vì vậy, cái dư luận người ta nói cái gì nói, ai nói sao nói, nghĩ sao mình, tâm tư của mình nó được tốt. Chứ còn mà chúng ta sống theo cái dư luận, chúng ta chạy theo họ cũng là chết. Mà chính mình phải tự thật hiểu, hiểu cái đời này và đời sau mình như thế nào. Tại sao mình được như thế này, tại sao mình không được như thế đó? Tất cả là do chính mình. Vì chính vì mình biết như vậy, hiểu như vậy, để mình vượt qua, chứ không phải là hiểu và mình thất vọng. Mình biết mình không được nhiều phước báo, mình biết mình không được nhiều thế lực, mình không biết mình không được nhiều trí tuệ, thì mình cố gắng mình tạo tác sẽ được tốt đẹp. Giờ rồi mình biết bớt giận, bớt hờn, bớt giận, bớt ái, bớt sân, bớt cái sự trầm cảm và lo lắng quá nhiều, thì chúng ta sẽ được yên vui, sẽ được tốt đẹp. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc đời này, một người đệ tử Phật
là một người hiểu biết được, hiểu biết cái gì, phải tránh xa cái điều ác, thực hiện các cái việc lành, mà cũng như người ấy phải biết được đâu là nhân quả, đâu là các bậc thiền triết thánh hiền, đâu là hay có một niềm tin chuẩn xác để thực hành các thiện sự, thì hiểu biết các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã là như thế, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được yên vui. Để đạt được, để hiểu biết được, để sống được một cái đời đời sống được yên lành, được tốt đẹp, hãy tập cố gắng. Sự đời này nó xảy ra dù là vui hay là buồn cũng là sự của đời, không động không sầu nhiều, để chúng ta sống ý niệm giá trị của cuộc sống thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được tốt đẹp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có được điều trình bày câu Phật cú số 269 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ tất kính cũng mong toàn thể quý vị quan nghĩ cho cảnh chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi chúng ta kính dân Phật xuất hành để thực hiện thức thứ đại chúng luôn thì khi đi được thì pháp kính dân đến các bậc thầy tổ là ngài hòa thượng sự hòa thượng đúng hạnh như hòa thượng pháp tuệ sư trưởng sư huynh cùng tất cả những người hữu ân, những người đã tạo nên cho Phật giáo được tiên vui, được tốt đẹp của ngày hôm nay, và mong cho tất cả quyến thuộc của chúng tôi quý vị được an lạc, được tấn hóa và xin chia với người đến các vị chân linh trí linh các chúng sinh ở tại chùa. Chúng tôi cũng yêu quý quý vị, xin tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khà Giá Ni Phật. Con to tệ nguyện bài pháp cú số ngày hôm nay cho chúng con hiểu rõ để gắng học hành theo cho được sự lợi ích, và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Thật ơn phương báo ơn con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ra sự thảnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.